xóa yêu thương dấu ngàn ngày xa nhau, tình thương vẫn tràn dâng ước mơ ngày quanh gót tương phùng, đôi đầu trùng vòng vòng tay trong vòng tay. Cái này một cặp bóng tay cho bác nha. Lời hẹn hò chưa phai, mình yêu mãi không phai. Nhớ thương hàng hương thắm bên đường, nhưng lúc chiều hôm mình dìu nhau dưới mơ sương. Nhớ em, nhớ tiếng nói câu cười, nhớ lời thì thầm. Video quý vị vừa xem là hình ảnh mới nhất Mạnh Quỳnh ở Việt Nam chuẩn bị cho show 15 tháng 7, diện mạo nam ca sĩ rất thần thái. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Quỳnh hiện tại vẫn là nam ca sĩ đắt show ở trong nước lẫn hải ngoại. Mỗi sân khấu có sự xuất hiện anh đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ khán giả. Mới đây trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh không khỏi bất lực khi biết tin bản thân suýt bị hủy show phút chót vì có thông tin cho rằng anh đã đột ngột qua đời. Cụ thể vào sáng ngày thứ Sáu vừa qua, Mạnh Quỳnh đã nhận được 2 cuộc gọi nhỡ từ bạn thân của một bầu show. Sau khi chủ động gọi lại cho người bạn, nam ca sĩ đã tường thuật lại câu chuyện tới đông đảo khán giả từ lời của bạn thân. Sáng giờ có chị tổ chức show ngày 12 tháng 7 ở đây mà bạn sắp hát đó, chị nói với tôi là Mạnh Quỳnh chết rồi. Tôi nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2,3 lần và chết 2,3 lần chị ơi. Chị ấy cứ bảo là thật đó. Chị mới đọc tin tức trên mạng xong nè, thấy chị nói có vẻ nghiêm túc lắm làm tôi cũng hoảng hồn nên gọi bạn xem sao. Mà gọi hoài bạn không nghe máy làm tôi tưởng thật. Giờ bạn nghe điện thoại rồi thì tôi nhẹ nhõm để trả lời cho chị ấy biết, để khỏi tìm ca sĩ khác thế bạn trong show sắp tới của chị ấy. Đứng trước câu chuyện của bạn thân và bầu show, Mạnh Quỳnh ngạc nhiên cho rằng những thông tin như vậy chỉ có thể lừa những khán giả vô tư dễ tin. Anh không ngờ những đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng bị sập bẫy. Mạnh Quỳnh nói thêm, thế mới biết trong cuộc sống có nhiều cách kiếm tiền khác nhau, nhưng con người chúng ta lại có người chọn cho mình cách làm việc và kiếm sống bằng cách bôi nhọ, theo dệt, bịa đặt những chuyện không nói có, chuyện ít nói thêm cho nhiều để mang lại quyền lợi cho mình bất kể làm cho người khác tổn thương hay gặp những điều phiền phức. Cuối cùng, nam ca sĩ khẳng định tình hình sức khỏe bản thân vẫn đang ổn định. Đó là lý do tại sao một người ca sĩ như Mạnh Quỳnh không chơi Facebook trong suốt bao nhiêu năm ca hát mà bây giờ phải đăng bài viết thường xuyên như vậy. Cốt để cho những khán giả yêu thương mình an tâm là mình vẫn khỏe tre. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của những người bất chấp tất cả để tạo ra thông tin sai sự thật liên quan đến Mạnh Quỳnh. Chúc Mạnh Quỳnh nhiều sức khỏe, hãy yên tâm có nhiều khán giả vẫn luôn yêu thương Quỳnh, miệng lưỡi người đời độc lắm chú ơi, con mong chú giữ gìn sức khỏe nha, vậy nên anh hãy lên Facebook mỗi ngày anh à, anh Mạnh Quỳnh vẫn phong độ lắm, cứ vô tư vui vẻ anh nhé.